tiếng Anh để hai chúng tôi nhầm nhầm vô. Chào anh cảnh sát Gia Bảo. Cảnh sát Gia Bảo đang đi tuần tra đúng không? Vâng ạ. Ô, sao cái nhà kia bốc cháy thế này? Ôi các bạn ơi, chỗ này có một căn nhà đang bốc cháy rất là to đây. Nên con đi gọi lính cứu hỏa đi để đến dập tắt ngọn lửa nhá. Đúng rồi các bạn ơi, cảnh sát Gia Bảo nhá sẽ làm nhiệm vụ là giữ gìn an ninh, không để cho người dân lại gần để tránh bị bỏng. Còn Minh Khoa sẽ dập nước, sẽ phun nước vào ngọn lửa để cho dập tắt ngọn lửa nhá. Đúng rồi, ngọn lửa đang cháy rất to cho nên lính cứu hỏa Minh Khoa phải phun nước thật nhiều. Ngọn lửa đang được dập tắt dần đấy. Vừa nãy ngôi nhà đang bị cháy rất to, bạn đã được Minh Khoa phun nước vào. Ngọn lửa đang được dập tắt dần rồi. Được rồi Minh Khoa ơi, Gia Bảo ơi, ngọn lửa được dập tắt rồi. Từ từ nha, chúng mình đợi cho nó bớt nóng đi. Sau đó thì mở ngôi nhà ra để xem bên trong ngôi nhà có gì. Được rồi con, giờ hai anh em đến đi. Mở cửa ra xem bên trong ngôi nhà có gì nhá. Ôi bé. Đúng rồi, có hai chị em búp bê, có đồ nấu ăn này. Đâu, lấy ra đi con. Xem hai chị em búp bê có việc gì không? Không ạ. Chỉ bị bỏng nhẹ thôi đúng không? Lát nữa mình sẽ sơ cứu cho hai chị em búp bê nhá. Có một cái lò vi sóng. Cái gì nữa kia Minh Khoa ơi? Đúng rồi, một cái bếp nấu đúng không? Cảnh sát Gia Bảo ơi, con thử kiểm tra đi xem có phải là cái nhà này bị cháy là do cái bếp đúng không? Hình như là do hai chị em búp bê nấu ăn xong rồi để đồ ăn cháy cả bếp và cháy lan ra nhà đúng không nhở? Vâng ạ. Thế này thì nguy hiểm quá, may mà hai chị em búp bê không việc gì, chỉ bị bỏng nhẹ thôi đúng không? Vâng ạ. Rồi chúng mình sẽ gọi xe cứu thương để đưa hai chị em búp bê đi cứu thương sơ cứu nhá. Vâng ạ. Ôi con ơi, chỗ kia lại có xe bị cháy. Đấy đúng rồi, cảnh sát Gia Bảo tiếp tục làm nhiệm vụ phong tỏa hiện trường nhá. Còn Minh Khoa thì sẽ phun nước vào xe để dập tắt ngọn lửa. Minh Khoa ơi, con phải phun thật nhanh tại vì ngọn lửa đang cháy rất to. Nếu mình không phun nhanh là nó sẽ cháy lan ra những khu vực khác. Đúng rồi, ngọn lửa đang được dập tắt dần rồi các bạn ạ. Đấy là một chiếc xe máy xúc đúng không? Được rồi con ơi, ngọn lửa được dập tắt rồi. Ô chỗ này lại có hai cái xe đang bị cháy này. Cảnh sát Gia Bảo ơi, con làm tiếp tục làm nhiệm vụ nhá. Giữ hiện trường, không để người dân lại gần. Chỗ này có mấy cái xe đang cháy rất to. Minh Khoa phun nước mạnh vào, hình như là có một xe chở các con vật. Con phải dập lửa vào cái xe đấy trước để cứu các con vật ra nhá. Con phun đi. Đúng rồi, cả cái xe máy xúc ở bên cạnh màu xanh nữa. Con dập tắt hết cả lửa đi, sau đó thì mình sẽ giải cứu các xe sau. Rồi, được rồi con, ngọn lửa đã được dập tắt rồi các bạn ơi. Bây giờ Gia Bảo và Minh Khoa sẽ đến gần và mở xe ra xem bên trong có con vật gì để mình cứu ra nhá. Con gì đấy Gia Bảo ơi? Con tê giác. Đâu con để hết ra. Con tê giác này.
con hổ, con báo, con voi, con gấu, đúng không? Hết chưa, đúng không? Rồi, kia là một cái xe trộn bê tông và một chiếc xe máy xúc. Bây giờ chúng mình sẽ đưa hết cả những cái xe và những con vật này đến nơi an toàn nhá. Các bạn ơi, ở chỗ này nhá, đang có một cái xe máy cẩu, một xe máy xúc và một xe tải cũng đang bị cháy rất to. Và lính cứu hỏa đang sử dụng xe cứu hỏa để phun nước dập tắt ngọn lửa. Đúng rồi, My Khoa ơi, ngọn lửa đang cháy rất to cho nên mình phải phụt thật nhanh để dập tắt lửa nhá, nếu không cháy hết cả xe. Đấy, được rồi. À, xe đã được dập tắt ngọn lửa rồi, mình sẽ di chuyển xe đến nơi an toàn nhá. Các bạn ơi, ở khu vực này vừa xảy ra một đám cháy rất là to nhá. Cháy từ một ngôi nhà lan sang những chiếc xe bên cạnh. May mà có anh cảnh sát Gia Bảo phát hiện ra và gọi cho lính cứu hỏa Minh Khoa đã đến dập tắt ngọn lửa. Nhờ đó mà có thể cứu được hai chị em búp bê và rất là nhiều các con vật cùng với mấy chiếc xe máy xúc rất to đây các bạn. Hôm nay hai anh em chúng mình đã làm được một việc rất tốt đúng không? Vâng ạ. Chúng mình đã cứu được hai chị em búp bê và các con vật dập tắt được ngọn lửa rất to này. Bây giờ chúng mình đã làm xong nhiệm vụ và đưa mọi người đến nơi an toàn rồi. Đúng không? Vâng ạ. Bây giờ chúng mình sẽ chào tạm biệt các bạn nhá, để chúng mình đi làm nhiệm vụ khác. Chào tạm biệt các bạn. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau của hai anh em nhá.